Nguyên một tuần qua thì Nguyên không có đi đâu á, Nguyên nằm ở nhà. Tối nay Nguyên nằm, Nguyên suy nghĩ Nguyên không có muốn bắt đầu cái năm 2024 của mình bằng kiểu này. Thế là Nguyên có suy nghĩ nên đi đâu đó. Cái mùa này cũng không phải là quá đông để đi Đài Loan, cho nên là Nguyên đang trên trang web để Nguyên book vé máy bay. Khách sạn đã book, vé máy bay cũng book luôn. Bây giờ thì Nguyên còn đúng 3 ngày nữa để chuẩn bị cho chuyến đi này. See you in Taipei. Trước mỗi chuyến đi du lịch một mình nào cũng vậy, Nguyên sẽ tự lên trước lịch trình, ngày giờ cụ thể sẽ đi đâu làm gì, xem trước thời tiết để mang đồ sao cho phù hợp. Xong hết những việc này rồi thì Nguyên mới yên tâm khởi hành được. Chuyến bay của Nguyên là 1 giờ sáng, bay tới bên Đài Loan sẽ là 5 giờ sáng, là Nguyên sẽ ngủ trên máy bay luôn. Vì Nguyên chọn chuyến đêm nên là ngủ một giấc trên máy bay là đã tới Đài Loan rồi. Vì lần này không có nhiều thời gian cho nên là Nguyên chỉ dành vài ngày ở Đài Bắc mà thôi. Xong thì bây giờ mình sẽ đi ăn sáng, ăn một buổi sáng đúng chuẩn người Đài Loan luôn. Bây giờ mới có 6 giờ 51 sáng rồi mọi người. Trước khi tới Đài Bắc thì Nguyên đã thấy các kiểu ăn sáng này đầy trên các video review du lịch ở Đài Loan rồi. Những tiệm này sẽ làm sẵn các món đặc trưng như là giò cháo quẩy, nè, bánh kẹp trứng, sữa đậu nành, tiểu long bao hay là cơm nắm rồi để trong khay. Khách hàng tới mua chỉ cần xếp hàng, lấy các món mình thích và đi thanh toán thôi. Do là đi một mình nên là Nguyên phải share bàn cùng với các ông bà người Hoa khác. Nhìn mọi người vừa cười vừa nói chuyện mặc dù mình không hiểu gì hết nhưng mà thấy nó cũng vui. Sớm quá nên là tiệm hàng quán này nọ chưa có mở nhiều á. Quyết định là Nguyên sẽ đi về ăn chậm mắt một xíu. Ngày hôm nay Nguyên sẽ uống 10 ly trà sữa luôn. Hay là Nguyên sẽ kiếm sữa đu đủ để uống. Tại bên đây nổi tiếng là sữa đu đủ. Mình sẽ ăn mì bò. Ok, đổ ra đây, make up trong kia ánh sáng xấu quá. Bây giờ tụi mình sẽ đi ăn một cái món mà nãy ngồi trên máy bay là Nguyên nhắm mắt vô là Nguyên cứ suy nghĩ tới nó thôi. Với lại cái goal của cái chuyến này là mình sẽ uống trà sữa của tất cả các brand, càng nhiều càng tốt. Đài Loan là nổi tiếng trà sữa mà đúng không? Với lại mình sẽ đi ăn tàu hủ thúi. Có một bạn subscriber rất là dễ thương, thấy Nguyên up Nguyên đi Đài Loan nè mọi người. Thì là bạn nhắn Nguyên trên Instagram, bạn ghi hết những cái món ăn cần ăn ra. Thấy nắng rõ ràng, giờ ra ngoài là không có một miếng nắng nào luôn. Mì bò Đài Loan là một cái gì đó rất rất là đỉnh. Bây giờ ngồi edit video này mà nhìn lại Nguyên vẫn còn thèm. Đa phần các tiệm mì bò Đài Loan theo Nguyên biết thì đều mở 24/7 hết và lúc nào cũng đông. Nguyên cũng đang share bàn với các ông bà lớn tuổi khác. Mình đang ngồi xe bàn với lại mấy cô chú. Bò được hầm nhiều luôn mọi người. Mì ở đây thì người ta có hai loại. Có loại giống như là sợi bánh đa vậy, nó rất là to luôn. Nguyên kêu cái loại đó, tao không hiểu ý Nguyên nói sao người ta đem cái loại này nhưng mà ăn cũng ngon. Giống như là cọng mua đông vậy á. Cái súp nó rất là đậm. Đây mình có một cái chuyện đó là trước mặt Nguyên là 4 tiệm trà sữa luôn. Mong biết tiệm nào ngon hết. Hi. Can I get one pearl with milk tea? Ngon mọi người ơi. Rõ ràng là chân châu trắng nhưng mà nhai lại giống chân châu đen. Ok, một trong những món phải ghé khi tới Sing Manding đó là phải thử bánh donut sữa. Bánh donut chiên siêu thơm luôn mà ăn kèm với là bột sữa béo ngậy nữa, không quá ngọt. Ta nói bây giờ Nguyên về Việt Nam thèm quá mà không biết phải mua ở đâu nữa. Còn thiếu một ly sữa đu đủ.
cái con ếch này là mọi người, nó nổi tiếng trên TikTok không luôn. Còn đây là khu phố đi bộ Sinh Mang Đinh, là một khu shopping mua sắm dành cho các bạn trẻ. Hàng quán này nở ở đây thì theo mình thấy cũng rất là trendy và giá cả cũng rất là sinh viên học sinh. Đang tìm cái kẹo trái cây mà đường á mọi người, gọi là Tang Lulu á. Thì Nguyên đang đi bộ vòng vòng để tìm cái đó. Ở Đài Bắc có nhiều cái gấp thú á. Có thích chơi mấy nó tiện Nguyên không bao giờ thắng rồi. Đây là một cái đường cổ từ thời Nhật thuộc, cũng như là một cái hiện tượng lịch sử của Đài Loan bây giờ á mọi người. Sinh Mang Đinh hồi nãy mình đi là thuộc về cái phố cho người trẻ. Vô tình đi ngang qua được, đây là một cái chợ dành cho người local, cho mấy cô mấy chú thực sự. Đây có thể nói là một trong những ngôi chùa nổi tiếng nhất ở Đài Bắc. Lúc Nguyên tới nơi thì trời cũng đã sập tối rồi, nhưng mà mọi người vẫn tới xin sâm và cầu nguyện rất là đông. Và tất nhiên là Nguyên cũng xin một lá sâm cho Nguyên và một lá cho mẹ nữa. Xong mới bốc được là số 96 mà nó lộn 95 nó vô lấy lại. Được số 96. Thì cái lá sâm này toàn là chữ hoa không ạ. Lấy Google vậy. Chùa hoành tráng lạ thường, xin các bạn hãy siêng năng lễ bái, hành hôn buôn bán. Trong một trong những chợ đêm nổi tiếng nhất của Đài Bắc, thì tối nay mình sẽ kiếm đám tối trong đây nha. Hãy tìm sữa đu đủ nữa. Nó thật sự là ngon nha, đậm đà lắm, nghe không ăn được. Mình rất là no rồi, nhưng mà tự nhiên đi ngang cái tiệm này là người ta bán mochi mà bên trong nhưng là đậu phộng với lại mè đen á, rất là ngon luôn, ăn chung với lại đá bào nữa. Viên mochi này á, ở đây người ta gọi là chăng chăng shui. Mochi rất là nóng, tại vì nếu mà nó lạnh á thì nó sẽ bị cứng lại. Có một bạn nói là cái Oolong Tea Project này là một trong tiệm trà sữa mà người local nó thích nhất. Sáng dậy là Nguyên ra một ly. Tính ra nãy giờ Nguyên đi bộ cũng được 24 phút rồi, bây giờ còn 6 phút nữa. Tại vì Nguyên muốn tới cái Chi Hoa, không biết đọc đúng không nữa, phố cổ ở đây. Theo lời người địa phương giới thiệu thì đây là một trong những ngôi đền xe duyên mát tay nhất ở Đài Bắc. Mấy cô chú lớn tuổi nói là nếu muốn cầu tình duyên thì chỉ cần quấn sợi chỉ đỏ 3 vòng theo chiều kim đồng hồ là được. Ngoài ra thì người ta nói uống trà ngọt này đặc biệt tốt cho phụ nữ. Nó được quan niệm mà sẽ đem đến cho người thưởng thức nó sắc đẹp nè, tình duyên mỹ mãn và sớm lấy được chồng. Thấy thú vị cho nên là mình cũng làm một ly luôn. Mọi thứ đó chỉ là cái quan niệm với lại kiểu mình tin thôi, nhưng mà cái trà đỏ rất là ngon nha. Tự nhiên Nguyên với lại mấy cái phone cái bên Nguyên nhận được cái thông báo Taiwan Airspace gì đấy. Ok, cuối cùng cũng tìm được cái quán cà phê ở cái quận này. Nguyên đang ở quận Chiffon, không biết đọc đúng không. Cái chỗ này có nhiều hàng quán dành cho mấy bạn trẻ, tiệm cắt tóc này nó cũng rất là trendy. Ủa sao nãy giờ ngồi hoài không ai ra hỏi uống nước gì ta.
Đây là chuyến đi đầu tiên của 2024 của Nguyên. Thì cái goal năm nay cũng như mọi năm là sẽ đi du lịch càng nhiều càng tốt. Phải gọi là đi với ai hết, đi một mình cũng được. Cái chuyến này thật sự là Nguyên cũng không muốn đi một mình, nhưng mà tại vì Nguyên plan cái chuyến này quá là cuối á mọi người, cho nên là cũng không có ai đi được hết. Sau đó thì Nguyên đi bộ đến một khu chợ đêm nữa, ăn cho bằng được cái kẹo trái cây thăng lulu của Nguyên. Chắc chắn là ngọt, biết là ngọt luôn. Perfect strangers, just the two of us. Mình đang ở chợ đêm Ningxia. Mình tới đây để ăn cái tô cơm gà mà nó rất là nổi. Tới ăn thử cho biết. Chén cơm gà này khá nổi tiếng, Nguyên kêu hai phần, một phần là cơm gà và một phần cơm thịt heo. Cơm gà đối với Nguyên thấy rất là ngon và hợp khẩu vị, riêng cơm thịt heo thì hơi ngọn xíu, ăn không hết cho nên là Nguyên có kêu đem về và đây là cái cách họ gói về cho Nguyên. Thank you. Ok mà bỏ ngọt. Ngủ quá mọi người, kem mật có ngò trong đây. Ngày hôm nay Nguyên đi shopping nhẹ nhẹ, cái cài tóc. Cái này có giá là 299 tiền Đài Loan tệ. Thứ hai là Nguyên đi ngang một cái shop bán quần áo. Thì Nguyên thấy cái áo khoác này đẹp thì vô hỏi giá, lúc đầu là tưởng mắc lắm luôn. Hỏi có 880 đồng. Giá này là quá hời cho một cái jacket giống như vậy. Cái áo này mà trong Zara bán chắc cũng phải có 3 triệu quá nghĩ. Cái túi lông. Trời, Nguyên đi du lịch mà mọi người nhìn tin nhắn công việc của Nguyên nè. Kiểu đang đi mà điện thoại nó cứ rung liên tục, không ngừng nghỉ. 아리자게 저려오는 왼쪽 발에 잠이 든 너. Sáng nay thì Nguyên dậy khá sớm để đi mua đồ ăn sáng vì mình phải di chuyển 2 tiếng đồng hồ bằng xe buýt để tới Cửu Phần. Nghe đồn là ngôi làng này đã tạo cảm hứng cho bộ phim anime Spirited Away á. Trong đây có thịt heo, có trứng và da bông. Con đường đèo để lên Cửu Phần quá ngoằn ngoèo cho nên là Nguyên bị say xe. Tới nơi là xiển niễn hết, chẳng đi đâu được nhiều, cho nên là đành phải ngồi uống trà cho đỡ xíu rồi đi dạo vài vòng. Sau đó là về lại thành phố liền luôn. Cái này là cheese, milk, stick, phô mai, sữa. Bây giờ mình đang đợi xe buýt để về lại thành phố. Em vừa bước ra khỏi khách sạn thì có một cái một bà cụ xỉu giữa đường. Ok, bà tỉnh rồi mọi người, bà tỉnh rồi. Thì Nguyên về khách sạn để sạc điện thoại một xíu. Bây giờ mình sẽ đi mua trà sữa. Với lại Nguyên phát hiện một cái này cũng khá là trùng hợp đó. Đường mà Nguyên ở mọi người là đường số 96. Là cái lá sâm mà Nguyên xin hôm bữa ở tại chùa Long Sân hôm bữa là ngày đầu tiên á, cũng là cái lá 96 luôn. Thì Nguyên đã đi Đài Bắc về được một tháng rồi. Bây giờ Nguyên đang ngồi dựng cái video đi Đài Bắc đó. Thì có cái này Nguyên không biết là Nguyên có nên kể không. Bây giờ Nguyên ngồi Nguyên suy nghĩ thôi. Nguyên nói luôn, Nguyên có thể nghĩ Nguyên khùng đi hay sao cũng được, Nguyên chịu thôi. Nhưng mà cái này là sự thật. Thì là chùa này á, là Nguyên đã nằm mơ thấy nó. Nguyên không nhớ rõ là cái giấc mơ đó từ bao lâu rồi, nhưng mà
rõ ràng là Nguyên đã nằm mơ thấy cái chùa này rồi. Và từng cái ngóc ngách, từng cái ngõ rẽ và cái cầu thang lên xuống, đi lên tầng nào xuống tầng nào Nguyên đều nhớ hết luôn. Và cái mấy cái lồng đèn đó treo như thế nào Nguyên đều nhớ hết luôn. Nhưng mà lúc mà mơ thì Nguyên không biết là cái chùa hay là cái gì hết. Tối ngày hôm đó thì Nguyên đi tình cờ nha, Nguyên đi ngang cái chùa này. Mọi người biết xung quanh cái khu Sinh Mang Đinh là toàn là mua sắm shopping mall không, nhưng mà tự nhiên lọt thỏm ở đâu có một cái chùa ở giữa những cái shopping mall thì Nguyên thấy lạ. Nguyên bước vô, Nguyên vô rồi Nguyên thấy nó ngỡ ngỡ, rõ ràng là thấy rồi luôn. Và Nguyên không hề biết tên chùa, cũng không hề biết cái đó chùa thờ ai, tại vì không có một chữ tiếng Anh nào hết. Tới lúc mà về Việt Nam, Nguyên research trên mạng Nguyên mới biết đây là chùa Thiên Hậu. Thì đó là chuyện có thật luôn, nằm mơ thấy chùa Thiên Hậu này rồi. Và không có ý định là sẽ đi thăm cái chùa này, là không biết mình bước vào chùa này luôn. Cái đó gây gì đó không, đến giờ kể lại vẫn nổi da gà. Với lại trong cái khoảng thời gian ở bên Đài Bắc á, Nguyên ngủ khách sạn không có đêm nào Nguyên ngủ ngon hết mọi người. Không biết lý do tại sao, Nguyên á thường là lạ chỗ cỡ nào Nguyên vẫn ngủ được nha. Nhưng ở bên Đài Bắc á, mặc dù Nguyên đi bộ mười mấy ngàn bước mỗi ngày á, về tới nơi cũng không thể nào ngủ được. Cứ lờ mờ cứ mở mắt tỉnh dậy hoài luôn, cũng không biết lý do tại sao nữa. Chia sẻ với mọi người một xíu vậy. Quay mọi người cái túi đựng makeup của Nguyên mà Barama tặng. Cái ngăn để đựng serum. Cái này là kem mắt, kem dưỡng ẩm, kem chống nắng. Ngày cuối cùng của chuyến đi thì Nguyên quyết định ghé lại để ăn thêm một tô mì bò nữa trước khi về Việt Nam. Và lần này là phải ăn bằng được sợi mì to nha. Sau đó thì ghé cửa hàng tiện lợi mua thêm vài cuộn cơm nắm, chà bông, cải chua về Việt Nam ăn dần. Và đó là chuyến đi du lịch một mình trong 4 ngày 3 đêm của Nguyên. Cảm ơn mọi người đã xem hết và hẹn gặp lại mọi người trong clip sau nha.